hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị tất cả những cái bệnh trạng mà liên quan đến tim mạch, cao áp huyết và những cái bệnh xơ vữa động mạch, hay là những bệnh mà liên quan tới cái vấn đề mình gọi là bệnh nghẽn tim, hở van tim. Nó bắt nguồn từ cái chỗ, đây là cái trang mà chúng tôi in ra từ cái quyển sách McDougall Medicine trang 100 quý vị, thì nó nói rằng đây là cái bệnh xơ vữa động mạch, nó sự tiến triển và đẩy lùi. Cái lý do là do cái thức ăn mỗi ngày của mình, họ gọi là thức ăn của người Mỹ, tức là những thức ăn gồm cơm trắng, bánh mì trắng và những cái tất cả những cái phụ phẩm từ cái bánh mì trắng hay là cơm trắng, rồi chúng ta lại ăn quá nhiều thịt, trứng, đường, sữa, bơ, phó mát, là những thứ mà nó làm cho những cái động mạch mình bị xơ vữa từ từ, tức là chúng ta tự một mình chúng ta tạo ra bệnh tật. Thì quý vị nhìn thấy cái động mạch thứ nhất đó, là nó vẽ hình cái động mạch của đứa trẻ mới sinh. Nó rất là sạch, nó không có bị đóng gì hết. Khi nó trở thành một cái đứa trẻ nhỏ, vì chúng ta cho nó uống sữa bò hay là những cái thức ăn mà có sữa đó, thì từ từ nó bị đóng khoảng chừng 10% cái động mạch của nó. Đến cái tuổi teenage, tức là cái tuổi thiếu niên đó, thì nó bắt đầu bị nó đóng lên khoảng 15%. Thì quý vị nhìn thấy đây là cái tuổi của thanh niên trẻ đó, thanh niên mà sắp sửa thành người lớn đó, thì cái động mạch nó đã bị đóng hết 40% những cái chất mỡ nó đóng lên thành động mạch. Thì đến người lớn là nó đóng khoảng 60%. Thì quý vị thấy từ cái chỗ này là chúng ta bị bệnh cao áp huyết, là do cái thành động mạch chúng ta nhỏ lại, cái động mạch nhỏ lại cho nên áp huyết nó bị tăng cao. Nếu chúng ta đi bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho thuốc để ổn định áp huyết, nhưng mà nó không giải quyết được cái bệnh xơ giữa động mạch, cho nên nó vẫn tiếp tục tiến triển. Và khi nó lên tới cái giai đoạn này là rupture, thì quý vị nhìn thấy khi nó tiến tới đây là chúng ta bị đột quỵ, tai biến hay là máu nhồi. Nhưng mà trước khi bị đột quỵ, tai biến, máu nhồi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là cái người đó đó, họ có cái bụng rất là to. Là vì khi nó đóng như vậy là nó đóng cùng lúc mỡ nó đóng ở trong cái bụng chúng ta và dưới da hay là cổ chúng ta. Thành ra khi chúng ta thấy cái bụng to là chúng ta đang ở cái tình trạng nguy hiểm. Kế tới nữa là quý vị nhìn thấy nếu mà nó lên tới đây đó, thì khi ví dụ nhìn thấy những cái ngón tay hay đầu ngón tay của mình nó bắt đầu nó bị tê tê hay cái môi bị tê tê, thì cái chuyện đột quỵ nó sắp sửa xảy ra. Thì nếu quý vị thay đổi thức ăn, tức là quý vị ăn những thức ăn thực dưỡng, thì từ cái chỗ này nó sẽ bắt đầu nó làm cho xơ giữa động mạch nó sạch từ từ. Sau 1 năm được như vậy, sau 2 năm hay nhiều hơn là nó bắt đầu nó sạch. Thì cùng lúc đó bên thực dưỡng chúng tôi cũng có phát hiện được cái thuốc Cardio Z, là cái loại thuốc nó rất là đặc biệt, tức là nó vừa ổn định áp huyết mà vừa ổn định nhịp tim, cùng lúc là nó làm cho cái sạch những cái động mạch bị xơ vữa. Thành ra nếu mà quý vị thay đổi được thức ăn thực dưỡng thì tự khắc những cái bệnh liên quan tới tim là tự một mình nó hết, tình nó giải quyết cái vấn đề cho quý vị và không có nguy hiểm nào hết. Nếu mà quý vị không thay đổi thì cái tình trạng nó nguy hiểm xảy ra, và nó xảy ra cho tất cả mọi người chúng ta, người nào vẫn có thể bị đột quỵ, bị tai biến, bị máu nhồi bất kỳ lúc nào.